đợt đánh nhỉ. Bố mẹ đang về rồi. 2 phút nữa đến nhà rồi. T-O-M-O-R-R-O. Thế con Thủy Tiên đấy. Vâng. Có phải không? Chị không? Ừ, của chị. Thế mà em hỏi mẹ Tiên, chị nấu bún ăn hết rồi. À, chị tưởng là trong cái bát rượu mận ấy, chị hôm đấy chị ăn hết rồi. Nè, biết nhảy á không? Có, chị dùng. Nào, nhảy nào. Nào, thì nhảy, khiếp sợ chứ. Bà về nào. Này. Nào nhảy đi. Biết đánh đàn nhảy. Lên cho con đi. Có lẽ chị cho bà Mai à? Gửi. Chưa nấu. Nào, bắt đầu. Nào. Chưa có nấu không? Hôm nay rằm em mùng 1. Chưa ăn đâu. Mới mùng 1 xong. Mai mùng 4. Nhưng chưa ăn đâu. Bây giờ ăn thì... Hôm nay ăn được sao? Bữa nhảy sao? Cơ cơ cơ. Có nào đàn đâu, Hà lấy đàn đi. Ai cứ đàn mà. Biết rồi, ok. Thế Hà có nhảy không? Không, cho to chứ. Cho to mới nhảy chứ. Chứ đâu rồi. Rồi đánh đàn bà xem nào. Thế Hà cho nhỏ hết thế gì? Đây đây nào. Đây. Rồi. Nhảy nào. Nào. Không phải nhảy tay cơ mà. Tay nào. Rồi mẹ hát đây. Ở đây chú hát xong rồi Hà nhảy nào. Nó nhảy, hai con mình nhảy nào. Hai con mình nhảy. Mua con nhảy mình nhảy. Ngay nào. Có người bảo nó đổ không ạ? Thế nào không nổ? Như cái điện thoại mí thế, điện thoại làm chẳng nổ. Này, nhảy xem bà đi. Bà ấy, nó xấu hổ không nhảy. Ui, nhảy. Nhảy cho bà. Nào, hai nhảy nào. Mẹ ơi, mẹ ơi, hả? Đây nhá. Cô xinh này không thích à? Không thích cô này à? Cô này nhảy đẹp mà. Thế nhảy kiểu nào? Nhảy kiểu như hôm đi chơi nước nhá. Nhảy hôm chơi nước nhá. Ok không? Ông cái gì? Không thì ông. Đây cái này à? Không. Thế cái nào? Không. Chia chia chưa đấy. Đâu? Đây. Có nhảy không? Chú nhảy thế này. Có nhảy không? Đây, thế nhảy cái này nhá. Này.
không nghịch cái này. Đến là Hà của Hà đấy. Nào Hà nhảy đi. Của nhảy Hà nào. Đấy. Rồi Hà nhảy đi. Hà nhảy. Đến là Hà của Hà đấy. Nào bắt đầu cầm đàn nào. Mẹ không cần đàn của mẹ đâu. Mẹ không cần. Nào nhảy nào. Có nhảy không? Hay thôi.